Máy nông nghiệp Phúc Minh Tiến xin chào bà con nhá. Hiện tại thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bà con chiếc máy nghiền 10, nghiền 10 búa nhá. Đây là máy đập bột chuyên về nghiền ngô, nghiền bột các loại, có thể đập ra ngô mưởng này, ngô bột này, tùy vào cái mặt sàn của mình thay thôi nhá. Thì cái máy này là dùng điện 3 pha hoặc là điện gia đình thoải mái. Chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết nhé. Thì đây là chiếc máy lắp động cơ, có thể lắp động cơ 3 kg tốc nhanh hoặc là 3,5 kg tốc nhanh, hoặc là động cơ 3 pha nhé. Thì chạy tốc nhanh để nghiền bột là được. Bên này là cái bệ để lắp động cơ này, tăng chỉnh dây cu loa này. Thì mình sẽ tìm hiểu về cái máy là chính thôi. Còn động cơ lắp một bên, lai qua dây cu loa, bà con đã thấy đây rồi. Đấy. Ở đây là cái phễu nhé, phễu đổ ngô vào nhé, nguyên liệu vào nhé. Cái này là cho nguyên liệu xuống từ từ này. Đấy. Cái tấm này tấm thải nguyên liệu xuống từ từ đấy. Bên này là bột ra nhé, bột ra đấy nhé, nguyên liệu ra đấy. Bây giờ ta tiếp tục tìm hiểu bên trong này. Ở đây là cái ốc nhá. Này, bà con mà thay sàng á, kiểm tra bên trong á, là bà con mở cái ốc này ra, cà ly 19 nhá. Mở lỏng ra là được. Như cái này. Thì lúc mà thay sàng á, bà con dơ cái này ra. Này. Đấy, ở đây là cái guồng chấn ở trên sàng. Và sau đó là lấy một cái tô vít á, là bà con bậy cái sàng này ra nhá. Cái sàng này mình dùng tay hơi khó bậy đấy. Đấy, và con dùng cái tô vít là sẽ bày được cái sàng này ra đấy nhá. Đấy. Là thay sàng, đây là trường hợp mình thay sàng. Trong mỗi máy sẽ có một cái sàng nhỏ này rồi, để bà con có thể sử dụng cái đập bột. Trường hợp bà con muốn đập bột nhỏ hơn thì mình sẽ lắp cái sàng nhỏ hơn. Còn bà con đập ngô mưởng thì sẽ lắp cái sàng to cho bà con nhé. Thì chiếc máy này là cái độ dày nó rất là chắc, cho nên là hầu như cái hộ dùng nhiều và cái hộ kinh doanh đều có thể dùng được máy này. Đấy. Thì bà con dùng kinh doanh cũng hay mua của mình về để mà đi đập bột cho khách hàng ấy. Rồi gia đình mà dùng nhiều cũng dùng sang máy này. Đấy, thì đây là cái máy nghìn 10 giới thiệu đến bà con nhé. Ở bên trong thì mình quên. Bên trong thì cấu tạo dạng búa nhá. Đây là búa này. 1, 2, 3 này. 1, 1, 2 này. Đấy, tức là cái dạng này là dạng búa đập đấy. Búa đây nhá. Đây là dạng búa đập này. Búa đập quay ly tâm bằng 72 vòng bi rất là chắc chắn, cho nên cái độ bền và độ dày của nó rất là dày. Đấy, thì cái độ bền sử dụng rất là cao. Bà con có thể sử dụng nguồn điện khỏe là được thôi, 3 pha hay 1 pha thoải mái. Đấy, thì chi tiết mua hàng bà con xin liên hệ với mình qua điện máy Minh Tiến nhé. Số điện thoại là 0988 182 789, địa chỉ là Cầu Bùng, Dẫn Kỷ, Dẫn Châu, Nghệ An. Xin cảm ơn bà con nhé.